Ok, xin chào mọi người. Cũng khá lâu rồi mình mới tiếp tục quay trở lại làm video YouTube đúng không? Thì trong cái video này mình sẽ chia sẻ tới mọi người một cái kho tài nguyên mà mình được thời gian vừa rồi mình đang tập trung xây dựng. Thì đây là một cái kho tài nguyên cho anh em thiết kế nhá. Và mình đánh giá đây là những cái tài nguyên thật sự là chất lượng ở thời điểm hiện tại trên thị trường. Mình hướng tới cái sự chất lượng chứ không chạy theo số lượng theo những cái website khác. Và tất cả những cái tài nguyên ở trên website mình có xây dựng ở đây thì hầu như đều là những cái thành phẩm rồi. Ví dụ như là poster thì mọi người nhìn thấy sẽ có đầy đủ những cái hình ảnh sản phẩm, nội dung chữ, những cái bố cục nó được định sẵn rồi. Thì mọi người cũng sẽ rất là dễ hình dung để khi mà chúng ta tải về, chúng ta chỉ cần lắp ghép, chắp ghép những cái nội dung của sản phẩm của chúng ta vào thôi, đúng không? Ví dụ như ở những cái sản phẩm về mình sẽ ví dụ một cái sản phẩm về poster nhé. Thì đây ví dụ như những cái sản phẩm đồ poster như đồ gia dụng hay là đồ ăn này mọi người làm cho sàn thương mại điện tử thì cũng rất là đẹp. Ví dụ như đây là một cái sản phẩm thì mọi người tải về thì chúng ta có những cái bố cục sẵn ra rồi. Đấy, chữ chúng ta đặt ở bên trên và sản phẩm chúng ta đặt ở bên dưới thì mọi người rất là dễ để sử dụng, đặc biệt là những bạn mới vào ngành thiết kế nhé. Thì bọn mình hướng tới những cái sản phẩm nó như vậy. Vậy thì trong cái website này hiện tại đang có những cái nội dung gì? Thì hiện tại hôm nay là ngày 21 tháng 9 thì mình đã update lên khoảng hơn 10.000 tài nguyên ở trên đây. Thì đầu tiên đó là ví dụ như đồ gia dụng nhá, hay là thương mại điện tử, đồ gia dụng. Thì mọi người search nó cũng sẽ ra luôn. Đấy, đồ gia dụng. Đấy, ở đây thì chúng ta có thể tìm kiếm file có phí và miễn phí. Ví dụ mình sẽ tìm miễn phí nhá, áp dụng này. Đấy, thì mọi người thấy miễn phí thì nó cũng rất là đẹp đúng không? Đấy, miễn phí. Còn có phí thì nó sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn cho mọi người. Thì mọi người nhấn vào phần có phí ở đây. Thì đấy là đối với những cái đồ gia dụng. Đấy, mọi người thấy không? Rất là đẹp. Đây, đồ ăn, đồ gia dụng. Đấy, thì đều là những cái thành phẩm rồi. Cái website này mình đã chi khá là nhiều tiền, hơn 100 triệu. Mình không hề nói quá, hơn 100 triệu mà mình hiện tại đang vẫn chưa ưng ý những cái tính năng trên đây. Và đợt tháng tới thì mình sẽ xây thêm một cái cốt thêm một cái tính năng nữa, đó là cho nhà sáng tạo. Thì có thể mọi người có thể kiếm được tiền ở trên website này, mọi người có thể tự đăng lên những cái sản phẩm banner của mọi người, và nếu mà có lượt tải thì mọi người sẽ có xu, có tiền. Đấy, thì nó cũng khá là hay. Rồi, ok, thì đấy là đồ gia dụng. Và tiếp theo ví dụ mọi người có thể tìm mỹ phẩm, mình đâu đó mình up lên được khoảng 5-6 chủ đề gì đó. Đấy, thì đây là mỹ phẩm này. Đấy, cũng rất là nhiều đúng không, mỹ phẩm. Ok rồi, thì đấy là về cái danh mục mỹ phẩm. Hay tiếp tục trung thu thì mọi người search trung thu nhé, có trung thu là ra luôn này. Đây, trung thu. Ok, hiện tại đang đăng khá là nhiều những cái sản phẩm liên quan đến spa về lĩnh vực lễ Tết thì nó cũng sẽ đề xuất lên đây. Đấy, thì đây là những cái sản phẩm, ví dụ trung thu thì đợt tới thì mọi người sẽ tải khá là nhiều. Tháng vừa rồi thì có 60.000 lượt traffic mọi người truy cập website để mọi người tải. Thì qua cái video này mình cũng muốn cảm ơn tới mọi người. Đấy, mọi người ủng hộ khá là nhiệt tình cái website này, và có hơn 10.000 lượt đăng ký tài khoản sử dụng ở trên đây. Đấy, thì đấy là cái trung thu. Hay là cái về hiệu ứng chữ nhá, chữ 3D, đây là một cái sản phẩm mà mọi người khá là quan tâm. Ví dụ có phí đi nhá. Ok, đây. Ok, để mình kéo xuống dưới một chút. Mọi người lưu ý một chút trong cái danh mục để mọi người chọn chữ 3D nhá, và chọn có phí này, áp dụng này. Đấy, thì đây là những cái hiệu ứng chữ 3D, chúng ta có thể sửa được những cái nội dung chữ này, thay đổi form thoải mái. Đấy, thì nó chỉ có một xu trên một file thôi, 1.000 đồng đấy, thì rất là thấp. Và nó cũng có khá là nhiều những cái file miễn phí. Đây mọi người nhìn thấy file rất là đẹp đúng không, có 1.000 đồng thôi, nó rất là thấp. Thì mọi người chỉ cần đăng nhập vào đây và chúng ta nhấn vào nạp xu thì xu nó cũng sẽ có thêm những gói. Hay ví dụ như là ở cái chủ đề mockup này thì mọi người có thể tích vào đây và chúng ta search ví dụ là mockup các đi, các visit đi. Đấy, thì nó sẽ ra rất là nhiều file về các visit ở trong cái mục mockup này, đặc biệt là mình hoàn toàn miễn phí hết 100% trong cái danh mục mockup. Thì hiện tại mình đang phủ lên đây khoảng 10 đến 15 cái chủ đề mockup, từ bảng biển, các visit, USB, đĩa, áo, quần, mũ, ba lô, vân vân, rất là nhiều. Và mình sẽ phủ hết tất cả những cái mockup này để cho mọi người sử dụng miễn phí đối với mockup. Ok, hay blurred cũng nhiều, và đặc biệt là form chữ nhá. Form chữ thì mọi người tích vào đây.
Đấy, phóng chữ này thì mọi người có thể nhìn qua được cái phần view view chữ khi mọi người tải về, cũng có khá là nhiều phóng chữ miễn phí đấy, rất là đẹp, mọi người thấy không? Ví dụ đây là cái phóng chữ này chẳng hạn, đấy rất là ok. Ví dụ mọi người có thể đánh chữ Thái Bình đi chẳng hạn, đấy thì nó sẽ ra một cái phông chữ mọi người có thể xem qua và chúng ta có quyết định tải hay không. Thì cái phông chữ này có giá 5 xu, có nghĩa là 5.000 đồng, thì nó cũng rất là thấp thôi. Rồi ok, thì đấy là tổng quan hay là cái danh mục bao bì. Danh mục bao bì thì mình up lên cũng khá là nhiều, đang xây dựng, hiện tại cũng có khoảng mấy trăm file ấy. Đây, và hiện tại thì cũng đang hoàn toàn là miễn phí hết. Đấy, về bao bì, đây, những cái bao bì này mọi người, không xu đây, có nghĩa là không không đồng nào. Ok, rồi, hay là cái danh mục về blush đi, đầu bút cho Photoshop thì cũng rất là nhiều, bút nước, bút mây, ví dụ bút nước đi, bút nước, đấy, thì nó sẽ ra tất cả những cái loại đầu bút về nước, cực kỳ đẹp, hay là đầu bút mây ạ, đây, ok, mọi người thấy không, rất là nhiều. Cái này một xu là 1.000 đồng thôi. Phần lớn là những cái sản phẩm trong Blur này thì đều miễn phí. Có một số file cực kỳ ít, gần như là không 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 có nhiều đâu, không quá 10 file về trả phí đâu. Mà nó cũng có 1.000 mà, nên rất là thấp. Đấy, cái phần nạp xu này thì mọi người tích vào đây. Đăng nhập đầu tiên chúng ta đăng nhập, thì mọi người đăng nhập với liên kết là qua mail nhé. Thì chúng ta đăng nhập vào và chúng ta liên kết, chúng ta nạp xu. Thì trong đấy có tất cả những cái hướng dẫn rồi, rất là đơn giản, mọi người quét mã QR và nó sẽ nạp xu tự động cho mọi người thôi. Đấy, ok. Hiện tại thì đây thì mọi người đang up lên về cái chủ đề đó là về ca nhạc rất là nhiều, đúng không? Mỗi ngày mình đang up lên khoảng 3 đến 500 file và tương lai thì mình sẽ cố gắng xây dựng lên khoảng 500 đến 1.000 file một ngày. Đấy, để làm sao đây sẽ là một cái kho đồ họa chất lượng để cho mọi người có thể là một cái nơi để mọi người nghĩ tới khi mà mọi người cần. Và mọi người cũng có thể là tham gia vào cái cộng đồng, đó là mọi người search Facebook, đó là search Facebook ở cái group ấy, đó là tên là S99, thì nó sẽ ra đây, để mình đây, S99 kho tài nguyên thiết kế lớn nhất Việt Nam. Đấy, thì đây cũng là cái định vị của mình hướng tới. Rồi, thì trên đây thì mình lại sẽ đăng vào những cái thông tin mới nhất ở trên đây. Ok, thì đây sẽ là một cái video đầu tiên đặt cái dấu mốc mà mình sẽ bắt đầu tập trung làm lại cái kênh YouTube này, cũng là nơi chia sẻ kiến thức về đồ họa, tài nguyên, những cái tip trick nhá trong lĩnh vực thiết kế. Rồi, đừng quên là đăng ký kênh nhé, để theo dõi những cái video tiếp theo của mình. Và đặc biệt là trong những cái video tiếp theo, mình sẽ ra khá là nhiều những cái tool về trong lĩnh vực thiết kế của bên thị trường Trung Quốc họ đang dùng, thực sự hay. Và Việt Nam mình đi theo khá sau khá là nhiều. Đấy, thì mình muốn chia sẻ tới mọi người những cái tool đó, rất là ok nhá. Ok, cảm ơn mọi người đã xem hết cái video này nhá.